trở về rồi mộc linh bọn người nghe vậy hai mắt đều là sáng lên trước mắt thử thống lĩnh là bọn họ biết rõ một cái duy nhất có thể cùng bạch vân yên liên hệ người thay lời khác tôi nói thử thống lĩnh là bọn hắn có thể tin tới bạch vân yên mấu chốt nhất tồn tại mộc linh bọn người hường phía sau nhìn qua nhưng lại vẫn chưa nhìn đến bất kỳ người thậm chí ngay cả động vật cũng không thấy một cái thống lĩnh vị này là tôn thượng nữ nhi chân mạc mở miệng đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn đúng là rơi vào ma y lão giả cái bóng trên Mê mờ, thấy thế, trên mặt mọi người cũng không khỏi hiện ra một vệt kinh hãi. Ánh mắt cũng không tự chủ được rơi vào ma y lão giả cái bóng trên. Ồ, oh, tôn thượng nữ nhi, có chút che lấp âm thanh vang lên. Tiếp theo liền thấy ma y lão giả cái bóng đúng là tự chủ bắt đầu chuyển động. Nhìn qua, thật giống như có đồ vật gì theo nó cái bóng bên trong chui ra ngoài giống như. Một lát sau, một người liền xuất hiện tại lý tinh nguyệt bọn người trong tầm mắt. Người cũng như tên, đây là bọn hắn đối thủ thống lĩnh thứ nhất cái nhìn. Mắt tam giác, sống mũi nhỏ, đôi má cũng mười phần bé nhỏ cho người cảm giác liền một cái đến tặc mi thử nhãn con có dáng người vừa gay vừa lùn đứng ở nơi đó liền so tiểu linh nhi lóc 10 cái đầu đương nhiên người không thể xem bề ngoài lý tinh nguyệt bọn người không dám chút nào khinh thị cái này thử thống lĩnh dứt bỏ cái khác không nói liền cái kia một tay có thể ẩn nặc tại đường bóng dáng bên trong thủ đoạn đều mười phần khủng bố lý tinh nguyệt cho người tin tưởng nếu là cái này thử thống lĩnh đối bọn hắn tiến hành tối giết tại chỗ trừ tiểu linh nhi không ai có thể sống sót oa à, tiểu lão đâu ai tiểu linh nhi thì chừng lấy tròn căng ánh mắt Hiếu kỳ đánh giá chị cao hơn chính mình ra một cái đầu thử thống lĩnh. Bộ dáng kia, dường như liền cùng phát hiện cái gì tân đại lục giống như. Nghe vậy, thử thống lĩnh không nói gì, chỉ là tới gần tiểu linh nhi. Có dùng cái mũi ở trên người nàng cẩn thận hít hà. Lông mày cũng theo đó chặt khóa. Trên thân lại thật sự có tôn thượng huyết mạch khí tức. Hắn vân vê trên cầm cái kia chỉ có mấy cây tròn dâu dê, có chút trấn kinh, có chút kinh ngạc mở miệng. Thống lĩnh, nàng thật sự là tôn thượng nữ nhi. Chân mà có chút không dám tin tưởng nhìn một chút tiểu linh nhi, chấn động mà hỏi, trên người thật có tôn thượng huyết mạch khí tức thử thống lĩnh gật gật đầu hắn nhìn lấy tiểu linh nhi trên mặt cũng tận là không thể tin tôn thượng có nữ nhi đối với người nào tuổi nói đều là một cái bom nặng cân đặc biệt là theo bạch văn yên lẫn vào bọn hắn cái này chân mà cũng triệt để ngây người như thế nói đến của nhiên là tiểu tôn thượng hi hi ngươi là một cái thâu thiên thử đúng hay không tiểu linh nhi cười hi hi nhìn qua thử thống lĩnh nói ra mê mơ thử thống lĩnh nghe xong lại là hoảng hốt vừa khiếp sợ nhìn qua nàng trên mặt thần sắc bất khả tư nghị càng sâu có thể liếc một chút nhìn ra bản thân bản thể thâu thiên thử ly tinh nguyệt theo bản năng nói tiếp đúng á đúng á thâu thiên thử tiên sinh nói thâu thiên thử là một loại vô cùng thần kỳ tồn tại bọn chúng có một cái thần thông gọi là thiên ẩn có thể ẩn giấu vào cái bóng bên trong còn có thể ẩn giấu vào bất luận cái gì hắc ám địa phương tiên sinh còn nói qua đã từng thâu thiên thử đặc biệt cường đại nhưng là bởi vì trộm một kiện nào đó không nên trộm đồ vật bị người diệt tộc mang theo đầu hổ mũ tiểu linh nhi gật gật đầu giải thích nói Thư thống lĩnh nghe xong, ra mặt có chút có quốc một chút. Tiểu Linh Nhi nói đến một điểm không sai. Bọn chúng bộ tộc này hoàn toàn chính xác bởi vì trộm không nên trộm đồ vật mà bị diệt tộc. Người xuất thủ chính là Bạch Vân Yên. Muốn không phải sau cùng thâu thiên thử nhất tộc phát hạ huyết mạch lời thề. Nguyện đời đời kiếp kiếp đều vì Bạch Vân Yên làm việc. Bọn chúng bộ tộc này đã sớm không tồn tại nữa. Đương nhiên, nó ngoài y muốn nhất vẫn là Tiểu Linh Nhi vậy mà biết mình bộ tộc này sự tích. Dù sao, sự kiện kia cách này đã qua đi mấy trăm ngàn năm tại tiên linh giới người biết đều vô cùng ít ỏi càng đừng đề cập tại cái này chân linh giới ngươi quả nhiên là tôn thượng nữ nhi đừng trách ta đa nghi hiện tại tôn thượng tình cảnh rất khó khăn thử thống lĩnh trầm ngâm nói ngươi không phải cảm giác được tiểu chủ nhân trên người chủ mẫu huyết mạch sao điều này chẳng lẽ còn có thể làm bộ hay sao luyện tiên đỉnh âm thanh vang lên đang khi nói chuyện nó đã lơ lửng tại tiểu linh nhi đầu vai tiên vương khí thử thống lĩnh lúc này sầm mặt lại làm bạch văn yên bộ hạ 12 đại tiên dẫn một trong kiến thức của hắn tự nhiên viễn siêu những người khác cho nên liếc mắt liền nhìn ra luyện tiên đỉnh phẩm giai nói đi chủ mẫu bây giờ ở nơi nào luyện tiên đỉnh lời nhắc cùng hắn nói nhảm đi thẳng vào vấn đề hỏi nghe vậy thử thống lĩnh lâm vào trong trầm tư hắn nhìn thoáng qua luyện tiên đỉnh lại liếc mắt nhìn tiểu linh nhi tựa hồ tại cân nhắc lấy cái gì làm sao không tin tiểu chủ nhân thân phận luyện tiên đỉnh gặp hắn chậm chạp không chịu mở miệng quát lớn mau nói mẫu thân ở nơi nào không có nói không có nói tiểu linh nhi cũng chống lạnh nãi hung nãi hung mở miệng Lời nói ở đây, nàng tựa hồ không biết nên nói cái gì ngoan thoại. Thật lâu nàng mới nãy hung nói, không nói, rút người dâu ra. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có chút buồn cười. Bọn hắn còn tưởng rằng tiểu linh nhi muốn thả cái gì ngoan thoại đây, lại là rút dâu ra. Thử thống lĩnh nghe xong, đều có chút mộng, không phải ta không nói, mà chính là tôn thượng tình cảnh hiện tại thật không tốt. Nàng là tôn thượng nữ nhi, như đi tìm tôn thượng sẽ bị để mắt tới, thậm chí trở thành tôn thượng uy hiếp. Hắn cười một tiếng, giải thích nói, nghe vậy, mọi người gật gật đầu, cái này ngược lại là có thể lý giải. Không sao, chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết chủ mẫu ở nơi nào. Có lẽ, mang tiểu chủ nhân đi gặp chủ mẫu liền có thể. Luyện tiên đỉnh không quan trọng mở miệng, có tiểu hồ lô bọn chúng tại, tiểu linh nhi cơ bản có thể tại tiên linh giới đi ngang. Duy nhất cần cố kỵ chính là âm thiên đế. Bất quá, lấy món kia đại hồng bào thực lực, luyện tiên đỉnh đoán chừng, cho dù đánh không lại âm thiên đế, bảo trụ tiểu linh nhi cũng không có vấn đề lại nói bọn hắn chỉ là mang tiểu linh nhi đi gặp bạch vân yên chỉ cần giấu giếm được âm thiên đế những cái kia tái mắt không bại lộ tiểu linh nhi thân phận chân thật âm thiên đế hẳn là cũng không sẽ chủ động xuất thủ giấu giếm được tái mắt mà thôi đối tiểu hồ lô một đá mà nói cũng không phải việc khó gì tôn thượng trước mắt tại giới loạn hải đến mức mà các người đi ta không cách nào làm đến ta làm tôn thượng tài nguyên tu luyện cung cấp một trong đã sớm là âm thiên đế bộ hạ trong mắt gai đinh trong thịt nếu như ta cùng các người cùng một chỗ sẽ hoàn toàn ngược lại các người cũng sẽ triệt để tiến vào âm thiên đế giữa tầm mắt thử thống lĩnh trầm tư một lát sau mới lên tiếng nói lý tinh nguyệt bọn người nghe xong đều là đồng ý gật đầu lời này ngược lại là không sai trước mắt trừ mấy người bọn hắn bên ngoài không có có bất cứ người nào biết tiểu linh nhi cũng là bạch văn yên nữ nhi nói một cách khác cho dù là bọn họ nghênh ngang xuất hiện tại trời âm mưu bộ hạ trước mắt đối phương đều chỉ sẽ bị bọn hắn làm thành người qua đường nếu như mang lên thử thống lĩnh ngược lại sẽ càng thêm phiền phức vậy mà tại giới loạn hải luyện tiên đỉnh nghe xong ngữ khí có chút ngừng trọng tiên bối nơi này chẳng lẽ có gì không ổn sao lý tinh nguyệt truy vấn những người khác cũng đem ánh mắt rơi vào luyện tiên đỉnh trên chưa thử thống lĩnh bên ngoài những người còn lại đều là chân linh giới người tự nhiên đều đối tiên linh dưới sự tình lấp đầy nóng đậm hiếu kỳ giới loạn hải tiên linh giới tán tiên tụ tập nơi ở vào mấy cái thế giới chỗ giao hội cho đó lấp đầy nguy cơ túc xác sinh hoạt tại nơi đó tất cả đều là một số người cùng hung cực ác giới loạn hải tại ta thời đại kia cũng đã tồn tại có nghe đồn giới loạn hải tựa hồ là một khối so tiên linh giới còn cường đại hơn thế giới mảnh vỡ luyện tiên đỉnh chậm rãi giải thích nói so tiên linh giới còn cường đại hơn thế giới mảnh vỡ Lý tinh nguyệt bọn người nghe xong trong lòng hơi kinh tiên linh giới đối bọn hắn mà nói đều là cao không thể chạm thế giới càng đừng đề cập so tiên linh giới còn cường đại hơn thế giới người nếu biết giới loạn hải hẳn là cũng biết rõ nói sao đi ta sẽ không tiến thử thống lĩnh mở miệng trực tiếp hạ lệnh trục khách tựa hồ cũng không muốn tiểu linh nhi bọn người đợi tại lưu xa khách sạn chuột đức tính luyện tiên đỉnh có chút khinh bì mở miệng thử thống lĩnh vì sao muốn bọn hắn nhanh điểm rời đi luyện tiên đỉnh có suy đoán không có gì hơn là sợ tiểu linh nhi thân phận bị âm thiên đến người phát hiện từ đó giết đến nơi đây thử thống lĩnh cái này cẩn thận bộ dáng vẫn thật là ứng câu kia nhát như chuột đương nhiên luyện tiên đỉnh cũng không nghĩ tại cái này lưu thêm đi giới loạn hại à luyện tiên đỉnh nói ra nói xong lên biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong đi tìm mẫu thân đi tiểu linh nhi cười hì hì mở miệng đang khi nói chuyện đã sôi nổi hướng lưu xa khách sạn bên ngoài đi đến những người khác cũng theo sát phía sau rất nhanh lớn như vậy nhã gian bên trong cũng chỉ còn lại có thử thống lĩnh cùng trần mặc hai người cái kia tiểu nữ oa à, của nhiên là tiểu tôn thượng trần mặc nhìn qua mọi người rời đi phương hướng vẫn có chút không thể tin được không sai được nàng đúng là tôn thượng nữ nhi trên thân cái kia có nồng đậm tôn thượng huyết mạch khí tức chỉ có tôn thượng con cái mới có thể nắm giữ thử thống lĩnh gật gật đầu nhưng kinh khủng nhất là tiểu tôn thượng tu vi ngươi có biết tiểu tôn thượng là tu vi gì không đợi trần mạc mở miệng nó lại nói tu vi trần mạc nghe xong thẳng lắc đầu đối với tiểu linh nhi tu vi hắn là tôi không biết chút nào chỉ biết là tựa hồ không có tiểu linh nhi đánh không lại tồn tại tiên vương tu vi thử thống lĩnh ngưng giọng nói ngoạ tào trần mạc nghe xong hai mắt đột nhiên chừng một cái mà trong nẻ mắt treo đầy chấn động cùng khó có thể tin đi theo thử thống lĩnh thủ hạ làm việc đã nhiều năm đối với tiên đạo cảnh giới hắn tự nhiên sẽ hiểu tiên vương cái kia tại tiên linh giới đều là nhân vật cực kỳ khủng bố a à? tiểu linh nhi lại là một tôn tiên vương cường giả ngươi không có nói đùa chứ. tiên vương à nàng mới bao nhiêu lớn điểm trần mạc nuốt nước miếng một cái nói ra tiểu linh nhi cũng liền bốn năm tuổi bốn năm tuổi tiên vương cái này nếu là nói cho chó nghe chó đều phải lật hai trắng mắt à. hắn trong lòng thầm nhủ dù sao là không tin nam gần bốn năm tuổi tiểu linh nhi sẽ có tiên vương tu vi bởi vì cái này quá mẹ nó kinh thế hãi tục sẽ không sai nàng đích xác là tiên vương tu vi không nói ngươi cho dù là ta thế giới quan đều bị phá vỡ thử thống lĩnh lầm trần mạc liếc một chút mở miệng nói ra chân mà không biết là tại phát giác được tiểu linh nhi tu vi một khắc này chính hẳn có bao nhiêu chấn động 4 năm tuổi tiên vương tu vi cho dù là tại tiên linh giới nhân tộc trong lịch sử cũng không từng xuất hiện á bây giờ chính mình lại gặp được loại kia rung động cảm giác không khác nào thanh thiên bạch nhật nhìn thấy chính mình thái tổ sữa lần nữa đạt được khẳng định đáp án chân mặc thật thật giống như tên của hắn một dạng trầm mặc muốn không phải biết thử thống lĩnh là một nhân vật ra sao hắn đoán trường đều sẽ mắng trên một câu xa điêu con có càng khủng bố hơn một điểm thử thống lĩnh lên tiếng lần nữa càng khủng bố hơn một điểm chân mạc không hiểu nhìn về phía hắn tiểu tôn thượng phụ thân tại hắn nghi ngờ nhìn soi mói thử thống lĩnh chậm rãi mở miệng tôn thượng chưa bao giờ nói qua chính mình nữ nhi sự tình muốn đến tiểu tôn thượng một mực là cùng hắn phụ thân sinh hoạt thay lời khác tới nói tiểu tôn thượng cái kia một thân tiên vương tu vi không thể rời bỏ hắn phụ thân trợ lực không phải vậy dù là tiểu tôn thượng thiên tư mịch thiên tài cũng không đủ mạnh đủ nhiều tài nguyên tu luyện dưới cũng không thể nào tại tuổi tác như vậy nắm giữ tiên vương tu vi yên lặng nghe xong chân mặc hai mắt đột nhiên trừ một cái cái gọi là xả phụ khó mà không bột đố gột nên hồ người tu hành thiên phù cố nhiên trọng yếu có thể tài nguyên tu luyện mới là quyết định tương lai thành tựu mấu chốt cũng không đủ nhiều tài nguyên tu luyện dù cho thiên phú nghịch thiên cuối cùng cũng khó có thành tựu những thứ không nói khác liền lấy bạch vân yên mà nói lan đã từng tiên đế nó thiên phú tu luyện không cần phải nói nhưng hôm nay không như trước bị giới hạn tài nguyên tu luyện mà tiểu linh nhi tại như thế nhỏ tuổi tắc liền có tiên vương tu vi cái kia cần có tài nguyên tu luyện tất nhiên không phải người bình thường có thể cầm ra được cho nên so với tiểu linh nhi tu vi mà nói nó bồi dưỡng người mới là nhân vật khủng bố nhất tiểu tôn thượng phụ thân lại là lai lịch ra sao trần mặc hỏi không biết muốn không phải tiểu tôn thượng tìm tới cửa chúng ta cũng không biết tôn thượng có một đứa con gái đây nhưng có thể khẳng định là tiểu tôn thượng phụ thân là một cái so tôn thượng còn kinh khủng hơn mấy lần nhân vật lại là chuyển thế trước đó thử thống lĩnh mười phần chắc chắn nói ngoạ tào chân mặc nghe xong mở chừng hai mắt kinh ngạc nhìn lấy hắn một bộ ngươi có muốn hay không nghe một chút chính mình đang nói cái gì biểu lộ tôn thượng chuyển thế trước thân phận hắn cũng biết tiên linh giới hai đại tiên đế một trong chân trình đứng ở thế gian tối đỉnh phong tồn tại hiện tại thử thống lĩnh nói còn có so nó khủng bố mấy lần tồn tại ai dám tin Đừng không tin, muốn bồi dưỡng được một cái tiên vương cường giả, cho dù là tiên đế cường giả đều khó có khả năng đơn giản làm đến, nhưng tiểu tôn thượng phụ thân lại có thể tại tiểu tôn thượng 4 năm tuổi liền đem nó đào tạo thành tiên vương cường giả. Như năng lực này, cho dù là tôn thượng không có truyền thế trước đều làm không được. Thử thống lĩnh liếc hắn một cái, chậm rãi giải, giải thích nói, cái kia tiểu tôn thượng phụ thân chẳng phải là siêu việt tiên đế cường giả khủng bố. Chân Mặc chừng lớn hai mắt mở miệng, siêu việt tiên đế kinh khủng tồn tại, trên đời thật sự có loại này người sao? Rất khó nói bất quá, có một chút có thể xác định. Thử thống lĩnh lắc đầu, quỷ dị cười nói, hả, chân mà không hiểu nhìn về phía hắn, có như thế tồn tại, tôn thượng cùng âm thiên đế ở giữa đấu tranh, kết quả tuyệt đối không chút huyền niệm thuộc về tôn thượng, mà chúng ta làm tôn thượng bộ hạ, đến lúc đó, hắc hắc. Tay hắn nhìn soi mói, thử thống lĩnh chậm rãi mở miệng, đúng á, chân mạc hai mắt lúc này liền sáng lên, âm thiên đế cùng Bạch Vân Yên ở giữa, người nào thắng người đó là tiên linh giới bá chủ. Nếu là Bạch Vân Yên thắng, bọn hắn làm nàng bộ hạ, chỗ tốt không cần nói cũng biết ta nghĩ tôn thượng khả năng chính mình cũng không biết nàng có khủng bố như thế trợ lực tồn tại nếu không năng hẳn là cũng không sẽ như thế bức thiết muốn khôi phục tu vi ha ha không biết tôn thượng nhìn thấy tiểu tôn thượng lúc lại là biểu hiện gì thử thống lĩnh cười hắc hắc lại lần nữa nói ra